tập hợp những cái chết củ chuối nhất trên thế giới. Người đàn ông này vì chứng minh mình có thể đi được trên mặt nước, vậy nên quyết định nhịn ăn một tuần. Anh ta đến một con đường tên là bên bờ hồ của con sông cá sấu, đồng thời hoàn toàn ngó lơ biển báo, nhưng còn chưa kịp biểu diễn, đã bị ba con cá sấu đói ăn thịt. Sau đây là một cái chết còn lúng túng hơn, luôn có những người xem trộm những thứ không nên xem, ví dụ như người đàn ông tên Thomas này. Mặc dù không rõ động cơ của anh ta, nhưng tôi cho rằng, khi anh ta leo lên ống thông gió sau tường nhà vệ sinh nữ, mục đích rất rõ ràng, nhưng lại bị kẹt ở đó. Ba ngày sau mới bị phát hiện đã chết, tòa án không tiết lộ nguyên nhân cái chết, tôi đoán, chắc là kích động quá nên chết. Sau đây là một người đàn ông đến từ Trung Quốc, anh ta đáng thương ghê, khi anh ta đi tham quan vườn thú Ningbo Yangge, để tiết kiệm tiền vé, anh ta quyết định leo tường đi vào vườn thú. Mặc dù thành công đi vào, nhưng anh ta lại leo đúng vào chuồng hổ, bị ba con hổ xé nát thành thịt vụn, trốn được vé một lần, nhưng cái giá phải trả quá lớn. Ở Nhật Bản, mỗi năm có khoảng 40 người chết vì ong đốt. Trong đoạn video, một người đàn ông Trung Quốc đang cầm tổ ong rồi nhảy, sau đó vứt qua vứt lại. Cho dù đã mặc đồ phòng hộ, cơ thể vẫn bị đốt nhiều phát, thương thế không rõ, chỉ thấy nằm cán đưa vào bệnh viện, cơ bắp trên toàn cơ thể tràn đầy độc tố. Vào tối một ngày của tháng 3 năm 2019, camera giám sát ở một khu vực ở bang Illinois phát hiện ra một người đàn ông 31 tuổi vào 4 giờ sáng, say rượu leo vào thùng rác. Một tiếng sau, xe rác đến thu rác, sau đó xác người đàn ông được phát hiện trong đống rác chết do bị đè bẹp. Sau đây là một cô gái rất lợi hại, theo báo cáo cô ấy có IQ đạt 189, bất hạnh là cô lại chết vì sợ bị ung thư dạ dày. Cô chứng kiến nỗi đau của mẹ khi chết vì căn bệnh này, những ngày tháng sau này, để tránh căn bệnh này, nhịn ăn gián tiếp, trong thời gian dài, cô ấy chỉ uống nước chứ không ăn. Mỗi ngày uống đến 15 lít nước, làm vậy trong thời gian dài khiến cô bị suy thận, dẫn đến nước tràn lên phổi, cho dù là ở trên mặt đất cô cũng bị nước tràn phổi mà chết. Cách chết lúng túng nhất trên thế giới này, một người phụ nữ Mỹ gốc Pháp chuẩn bị lái chiếc xe thể thao của mình, tham gia vào yến tiệc, dẫn đến sai lầm chí mạng. Cô ấy quàng một chiếc khăn lụa dài, nhưng khiến người ta kinh ngạc là chiếc khăn lụa bị gió thổi, đến chỗ bánh xe. Nhanh chóng bị quấn vào bánh xe, kéo cổ cô ấy, kéo lê cô ấy xuống gầm xe, bánh xe chèn nát cổ cô bị kẹp giữa vành bánh xe và bánh xe, đây là bài học sâu sắc. Năm 1387, bệnh tình của vua Nevarer chuyển biến xấu, tứ chi không thể di chuyển được, ngày chết ngày một gần. Bác sĩ quyết định thử một phương pháp để hồi phục sức khỏe của ông ấy, bọn họ dùng bao tải từng ngâm rượu để quấn chặt đức vua. Tệ là, khi khâu lại một người hầu, đã phát hiện ra có một sợi dây thừa, vậy nên quyết định dùng lửa thiêu sợi dây thừa, quả nhiên, vải tẩm rượu lập tức bùng cháy, quốc vương chết cháy. Năm 483 trước công nguyên, Hy Lạp cổ có một vị triết gia, mọc một cái nhọt ở da, ông đọc nhiều tư liệu, quyết định chôn bản thân trong phân bò, như vậy sẽ có tác dụng hấp thu dịch thể tích tụ trong da. Bất hạnh là, chìm trong phân bò trong mấy giờ, một đám chó ngửi thấy mùi này, nên ăn thịt ông ấy. Năm 2019, một người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ nghĩ ra một kế hoạch tuyệt vời, sau lưng có hai cái gối, để bạn dùng súng bắn mình. Anh ta cho rằng chỉ cần bị một vết thương nhỏ là có thể không cần làm công ích, bây giờ anh ta không cần làm việc công ích nữa rồi, vì anh ta chết ngay tại chỗ mà bạn anh ta bị phán tội mưu sát, bị bắt lại. Những tai nạn củ chuối nhất thế giới, năm 1999, Campuchia khắp nơi đều có đủ loại vũ khí. Trong một khu vực tên là tỉnh Sơ Vai Riêng, có ba người bạn đang uống rượu, một trong ba cứ thua là uống rượu, vậy nên để có thể thắng một trận, liền dùng một quả mìn từ 25 năm trước vứt dưới bàn. Ba người bắt đầu lần lượt uống cốc đầu tiên, sau đó một người đạp phải mìn, những người khác sợ hãi bỏ chạy, mấy phút sau, một vụ nổ cực lớn diễn ra, ba người đều mất mạng. Năm 1998, một người phụ nữ ở Đức đang lau giày quần vợt của mình, nhưng cô ta dùng dầu khí. Khi cô ta đeo đôi giày đó chạy bộ, bị ngọn lửa ở bên thiêu cháy, cô ta nhanh chóng chạy đến nhà hàng xóm. Mặc dù hàng xóm đã dùng lửa để dập lửa trên chân cô ta, nhưng đã quá muộn, cô đã bị bỏng mà chết. Sau đây là một tên trộm xe lương thiện, tên trộm xe Randy này đến từ Pittsburgh, anh ta có một thói quen vô cùng thiện lương. Sau khi trộm một chiếc xe, sẽ đốt chiếc xe đó, tổn thất do tai nạn hỏa hoạn, có thể giúp chủ xe lấy được tiền bảo hiểm, nghe có vẻ có tâm đấy. Nhưng khi đang đốt một chiếc xe, Randy phát hiện ra chỗ mở cửa hỏng rồi, xe bị khóa, Randy lương thiện nhưng ngu ngốc cuối cùng chết trong xe. Đây là một người đàn ông kỳ lạ, ở Florida, khi một chú chim bồ câu rơi từ dây điện cao thế xuống. Anh ta lấy ra một que sắt dài 6 mét chọc vào dây điện cao thế, thành công biến mình tạo thành một chất dẫn hình người, chết ngay tại chỗ. Năm 1999, Israel quay ngược thời gian về một ngày, nhưng người Pakistan từ chối chấp nhận thời gian theo chủ nghĩa phục quốc. Bốn phần tử khủng bố lên kế hoạch đánh bom ngay hôm đó, sau khi lắp đặt bom xong, 6 giờ 30 tối quả bom sẽ tự động phát nổ. Nhưng do liên lạc không thành công, kế hoạch trễ 1 giờ so với ban đầu, quả bom nổ cạnh người bọn chúng, mấy tên ngu này chết là đáng, tự tặng mình một vé thông hành đến thế giới bên kia.